buffet lẩu ống tre với giá chỉ từ 179.000 một người. Quan trọng là còn được ăn dim sum ngập cái mặt luôn á. Rồi không lòng vòng nữa, ẩm thực Hoa Khang 124 Lê Hồng Phong quận 5. Điểm cộng gửi xe ngay trước quán có bảo vệ. Ăn lẩu mà có máy lạnh mở phà phà không lo bị nóng. Menu có cả gọi món và buffet. Nhưng mà bữa nay chủ yếu tôi tập trung vô review cái gói buffet này. Nghe cho kỹ nha mọi người. Nếu mà đi trong khung giờ vàng từ 11 giờ trưa cho tới 17 giờ chiều từ thứ hai tới thứ sáu thì vé buffet chỉ từ 179 cho tới 249 một người. Điều đặc biệt là không có VAT nha. Còn đi buổi tối là 229 cho tới 289. Vậy tính ra cũng dưới 300.000 một người. Theo mình thấy rất rẻ luôn. Với cái mức giá cao nhất mấy bạn sẽ được ăn thoải mái tất cả các loại dim sum. Ngoài dim sum xíu mại thì còn có xôi mặn nè, rồi bánh bao đồ nữa. Giá buffet nước là 29.000 một người là sẽ được review thoải mái. Cái trà lá dứa detox hạt chia rất là ngon. Một điểm tạo nên sự độc lạ cho quán này là tất cả các loại topping thả lẩu đều được đựng trong cái ống tre. Điểm cộng là nhìn rất bắt mắt và sạch sẽ. Điểm trừ là để trên cái dĩa nó hơi lăn cho nên mọi người phải cẩn thận nha. Với giá cao nhất mấy bạn sẽ được ăn tất cả các loại topping thượng hạng nhất ở đây như là hào sữa Pháp, tôm thủy tinh, mực phỉ thúy, rau bạch tuộc nhỏ, hải sản thì còn có rất là nhiều loại thịt.